Kính chào quý vị khán giả. Nước Đức thiếu nhân công đang chủ động thu hút lao động nước ngoài tới Đức làm việc. Tờ Thuringer Allgemeine ra hôm thứ Năm tuần trước có bài Người Việt Nam đang tới kể về một công ty xây dựng nhà cửa và quản lý bất động sản của Đức đang làm ăn rất tốt, ở doanh số hàng năm 25 triệu euro. Vấn đề của công ty này là không tuyển được người. Ông Tổng Giám Đốc đã nhiều lần sang Việt Nam tuyển dụng. Thế và này rất là hài lòng khi mà đưa được sang Đức hai kỹ sư xây dựng là Quang Trương Cao và Kim Văn Linh cùng ba thực tập sinh Việt Nam đó là năm trong số 40 người Việt mới được đưa sang Đức làm việc năm ngoái riêng tại vùng này. Bài báo viết, ý tưởng khá đơn giản, thanh niên Việt Nam học đúng cái nghề mà ít thanh niên Đức muốn học. Thế rồi sau đó làm việc ở những nơi mà người dân địa phương đang có xu hướng rời đi. Tỷ lệ thành công là cao. Nước Đức đang rất cần kỹ sư xây dựng, thợ cơ khí, kỹ sư điện xe hơi, y tá, hộ lý, Tờ Pioneer Ankhemine dài tung ra tại Đức tháng trước có bài về 10 người Việt Nam được một tổ chức của Đức đưa sang Đức học nghề hộ lý hồi năm 2013. Bài báo viết kỹ về hành trình của một y tá tên là Ha Nguyên, chắc là Nguyễn Hà, sau khi học xong trung cấp y tại Việt Nam đã không thể tìm được công việc có triển vọng. Sau đó nhờ Internet biết đến một dự án của Đức đào tạo nghề y tá cho người Việt, không phải là đào tạo ở Việt Nam mà là ở Đức. Sau khi tốt nghiệp, cô gái làm việc luôn tại Đức và đến nay đã được 3 năm điều kiện để có thể đi làm ở Đức thì tất nhiên là biết nghề mà nước Đức đang cần. Thế tiếp theo là có thể giao tiếp bằng tiếng Đức và đọc hiểu được văn bản. Sau khi được đào tạo thêm tại Đức, người lao động tự động được cấp thẻ cư trú 3 năm và giấy phép lao động có thời hạn 2 năm. Và sau đó có thể xin gia hạn thêm 5 năm. Đó là một số bài trên báo chí Đức. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.